Theo Nghị định 86 của Chính phủ về lộ trình xe ô tô tải dưới 3,5 tấn, hạn chót cho các phương tiện phải hoàn thiện lắp đặt thiết bị định vị và xin cấp phù hiệu vận tải là trước ngày 31 tháng 6 năm 2018. Thế nhưng phần lớn các chủ xe đều chưa có ý thức xin làm thủ tục cấp phù hiệu vận tải và gắn thiết bị định vị. Mặc dù đến ngày hôm nay, Trung tâm Hành chính công Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, nơi trực tiếp thu nhận hồ sơ, đã bố trí thêm người tiếp nhận hồ sơ, tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ phương tiện đến làm thủ tục. Đến đây thì nói chung là cán bộ thì ai cũng nhiệt tình cả. Nói chung là mọi cái thì bọn em lắp đặt cái định vị. Đấy, trên xe bọn em thì chung ai xe nào cũng có cả. Đấy, nên là bọn em vào đây thì xin lại cái phù hợp đồng. Đấy, bên chỗ hành chính công là thì mọi cái em thấy nó tiện lợi hơn rất nhiều. Theo Sở Giao thông Vận tải cho biết, Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đã có lộ trình yêu cầu chủ xe phải gắn thiết bị định vị đối với các phương tiện tham gia vận tải bắt đầu từ năm 2016. Thế nhưng, gần như chỉ có các đơn vị kinh doanh trực tiếp là tự giác chấp hành quy định đặt thiết bị định vị. Trong bộ phận điều độ của về vấn đề xe, thì chúng tôi tất cả các máy tính trên nó đều có cái tracking để mọi người thành viên trong cái bộ phận điều độ có thể để giám sát được bất cứ một cái phương tiện nào đang đi ở đâu, chỗ nào. Thì chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ biết được cái xe nào về sớm nhất, tải trọng bao nhiêu để phù hợp bố trí cái lượng hàng đến cái thời điểm gần nhất để vận chuyển cái phương tiện đó để làm sao khai thác triệt để của các phương tiện đó. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải, hiện Sở mới chỉ cấp phù hiệu vận tải cho gần 700 phương tiện, trong khi trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng gần 2.000 phương tiện xe ô tô tải dưới 3,5 tấn chưa được cấp phù hiệu vận tải và gắn thiết bị định vị. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với những phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khi lưu thông trên đường.